Thôi, quanh ra mình sẽ đến địa điểm tiếp theo. Còn hai địa điểm nữa phải đi trước khi mặt trời nó lặn, cũng gần gần vậy thôi. Ở đây thì mình chỉ đi xuống là đánh dấu những vị trí nào đẹp ghi nhớ lại, sau này mình sẽ khai thác mấy cái góc này chụp nó sau. Em chai nước khoáng chanh đi chị ơi, một chai nước khoáng chanh Vịnh Hảo á. Đi mấy chiếc xe nhỏ chạy cái bô mà nó nổ to như vậy về nhà có bị nhức đầu không ta? Chứ mình đi cách một đoạn vậy mình thấy là khá là nhức đầu á, chạy khoảng chừng 200-300 cây mà nó cứ nổ bùm như vậy và tới nhà chắc ong hết cái đầu. Nói chung là mình chạy xe mình thay bô á, chủ yếu là để cho nhẹ xe thôi. Mấy cái bô của mấy cái hãng xe sau này phải đáp ứng cái tiêu chuẩn khí thải này cái thời kia á. Bô xe nó phức tạp lắm, nó đủ mọi thành phần ở trong đó hết á. Nó có tiêu âm rồi, nó có cái bầu tiêu âm nè, rồi có một cái bầu trung hòa khí thải nữa. Xe càng xịn thì cái bô nó càng phức tạp, nó thành ra là cái bô xe càng lúc nó càng nặng thôi, nó nặng một cách không cần thiết. Nhưng mà để theo đúng luật thì bắt buộc các hãng xe nó phải làm như vậy. Nhận đó là mấy anh em đi xe nhỏ đi vô xe to thì nên mình chơi xe sau này chủ yếu là thay vô để cắt cái khối lượng đi thôi, tại vì một cái vô zin nặng
8-9 kg, thì một cái bộ đồ làm carbon này nọ nó chỉ rơi vào tầm khoảng chừng 3 kg 4 kg, chắc được 5 kg là cũng là khá nhiều quá. Chạy trước đi, mình thấy bô bạn to quá, đi cùng với bạn đau hết đầu luôn. Gì để làm gì nữa. Tại vì bây giờ người ta vẫn chưa có phạt nguội xe máy đâu. Mà phạt nguội xe máy cũng chẳng biết cách nào để mà thu nữa. Thu viện tiền một cách nào. Chẳng này bây giờ phải ra quy định đó là xe máy mỗi năm phải đi đăng kiểm một vài lần. Tới cái đường này để xem sao, để không biết đường này nó sẽ dẫn đi tới đâu đây. Anh xui khá là may là mấy cái cụm này nó ở gần nhau không à, nên mình cũng không phải tốn quá nhiều thời gian di chuyển giữa chỗ này và chỗ kia. Mình chỉ đi đánh dấu ở những cái khu vực nào mình cảm thấy là có thể lên hình đẹp. Và sau này mình biết chỗ rồi mình sẽ quay lại mình chụp sau. Tuy vậy mỗi một chuyến đi như vậy tốn khá nhiều là công sức của thời gian. Không phải lúc nào mình cũng có thể thực hiện một cái chuyến đi như thế này. Bước nhẹ trước vào khoảng 12 giờ trưa chạy xuống đây là tầm 4 giờ chiều. Đường cũng đi khá là xấu, không như cái đường đi vào cái hồ đá bạc hồi nãy nó còn tương đối là có nhựa. Ở trong đây nó thành đường đất luôn rồi. Phía bên này mấy cái quạt gió này, đẹp không, xen kẽ giữa các ruộng lúa là mấy cái rẫy thanh long. Thanh long mùa này không có xuất được đi Trung Quốc, giá rất thê thảm luôn. Nhớ thời điểm cách đây tầm 1-2 tháng thì giá còn có 10.000 3 kg thì phải,
còn rẻ hơn thức ăn cho bò nữa. Ê ê ê. Khép đường xấu thiệt. Wow, đây mà không có Google Maps là thua luôn, không có cách nào kiếm đường trong đây được hết á. Có lẽ là cái hồ người ta đang xây thì phải, ở bên kia mình thấy có xây một cái cầu, không biết là làm gì. Hôm nay mà tối tìm đường ra chắc thôi thua luôn. Quyết định là đi đường thẳng cho nó dễ đi, không có quẹo nhiều quá.
Mình đi ngang qua một cái di tích của người Chăm đây. Mình không nghĩ là bữa nay mình sẽ đi ngang một cái di tích này luôn á. Nhưng mà có vẻ như di tích này đóng cửa rồi. Ô Đam Temple. Đúng là kiểu kiểu xây xây tháp của người Chăm, hoặc là xây từ phía bên trên cao đồi một cái rồi nhìn xuống phía dưới cộng đồng ở phía dưới. Thật là đáng tiếc cho một cái nền văn minh mà bị mai một hết rồi, chỉ còn lại tàn tích thôi. Và cái hướng rõ ràng là cái hướng mà quay về á, cái lưng thì dựa vô cái vách núi hay cái vách đồi, vách núi. Cái mặt quay về là cái mặt đón bình minh. Đúng là người Chăm người ta cũng lựa chọn rất là kỹ cái vị trí để xây dựng mấy cái đền đài của họ. Tuy vậy thì nó cũng không giúp cho cái đất nước Chăm Pa nó tồn tại vững vàng rồi. Mình đến nơi nè, và chỗ này người ta vẫn còn đang xây. Khu này người ta xây cái gì vậy ta? Nhìn thì có vẻ giống giống một phần của tuyến đường cao tốc đi Phan Thiết. Có vẻ giống tuyến đường cao tốc á. Đi khá là phê. Có cái chỗ kia nó xẻ núi rồi, xẻ núi rồi dọc theo cái lối đó. Mình đi lối nào ta? Có lẽ mình sẽ đi tiếp tục để đi tới được cái hồ đó.